quay Thái 110 đời 99 nha anh em. Thì clip này Quang sẽ quay và chạy kết thử chiếc xe này như cảm nhận của mình với anh em, cho anh em xem nha. Thì hôm rồi Quang lên clip chiếc 110 này, rất nhiều anh em kêu Quang làm một cái clip chạy thử cách máy mọi người. Hôm nay Quang sẽ làm clip theo yêu cầu của anh em. Chiếc này thì máy im gin bít đầu nồi, áo gin theo xe nha mọi người, máy đang nổ nha. Này bánh xe lọc chưa ra nè nè. Ốc đầu ngoài là anh em nhìn còn màu luôn nha, lâu gieo nó có thể không có thấy được nè. Qua đang cho nổ máy luôn nha mọi người. Biển số 84 chờ Vinh nha nè. Anh em nào ở tỉnh Trà Vinh á, giữ được biển số này cũng đẹp. 51585. Bồ nổ hay lắm mọi người. Cái bồ 1985. Quang quay sơ lược vòng rồi Quang sẽ chạy test cho anh em. Tạm thời dán xe nha mọi người. Xuồng bao đẹp luôn. Nè mọi người, không có mục nha mọi người. Xuồng bình xăng có 599 này nè. Xuồng tranh thủ quay cho anh em, trời giờ này trời hơi chiều rồi. Mấy dòng quay Thái 110 thì nói về cái độ mà đi đầm chắc thì miễn bàn nha mọi người. Máy gin, đầu nồi gin. Sườn đẹp nha anh em. Sườn này mà qua mới xịt dầu thôi, chưa có rửa sờ bông vệ sinh gì đâu. Ngoài nè, đi xe nè, mua bình sườn Thái Lan nha, chụp bộ ghi mít định gia băng, đầu lòng ở tê, củ đề là Mitsuba Thái Lan nha anh em, ốc chân lòng này. Ốc đầu đây bé ngót à, đầu nồi bao bít anh em yên tâm nha. Con sẽ chạy thử một đoạn nha. Má chắc lẻm không húi mọi người. Wow, đi nhẹ tên à.
lên ga nhỏ mà anh em. Mấy dòng Thái mà máy 110 anh em, nó bốc gì lắm. Nhẹ. Rất là nhẹ nha. Trời sắp mưa để Quang tranh thủ Quang chạy một vòng rồi về nha anh em. Không hề hú hí luôn nha mọi người, chắc cực kỳ luôn. Đã lắm, anh em lên là ghiền. Rồi chỗ này trống trống nè, im nè, yên tĩnh nè, quay cho anh em. Thái Lan nha nè, tàu AT. Chỗ này yên tĩnh, quay anh em nghe tiếng máy rõ hơn nha. Chiếc này thì chủ thay bô của Thái luôn, nhưng mà đời 2000 anh em, đích đen nè. 1985 nha nè. Tem gấp còn nè mọi người. Chấp chấp. Máy ốc này ốc bẩn nha, Quang chưa gắn bẩn. Bẩn theo xe luôn nha anh em. Áo bẩn theo xe. Cục đùm liền lạc nha anh em. Đầu nồi bao bít. Chiếc này có hỗ trợ chơi góp luôn nha. Anh em có nhu cầu mua chơi góp á thì alo. Alo Quang, kết bạn Zalo với Quang. Số điện thoại 0909 584 394 nha anh em. Nói chung máy thì ghim im miễn bàn mọi người. Quang chân lòng nè. Ốc chân lòng nè. Quang gas sát máy vào. Máy á, cho anh em nghe tiếng máy. Sườn đang mung vậy nè. Này chủ theo khóa chống trộm rồi nha. Cơm cho con Kiki nha nè, sẵn đem cơm cho con Kiki. Quang test máy cho anh em nghe luôn.
ngon chả lớp cốp nha nè. Bạc đùm, đùm bua, khô, gấp, cầu gấp không một con. Sườn, sườn đẹp luôn nè, đây. Dành trước sau xem của si nha nè. Rồi, vừa rồi là một dòng chiếc quay thái 110 đời 99 nha anh em. Anh em có nhu cầu chiếc xe này thì alo cho Quang, kết bạn Zalo 0909584394 nha. Rất cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại. Giá xe này hiện tại là 5X nha anh em, 5X vừa nha. Rồi, bye bye anh em.